thanh long xoài Việt Nam có cơ hội nhập vào Nhật Bản. Tin từ Nhật Bản, trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoichi Miyazawa. Hai bên đã cùng trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Đặc biệt, đối với hàng nông sản, hai bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng trước thông tin Việt Nam sẽ sớm mở cửa thị trường cho táo tươi của Nhật Bản. Nhật Bản cũng sẽ sớm mở cửa thị trường cho xoài tươi của Việt Nam theo yêu cầu của Việt Nam, đồng thời khẳng định việc này sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước một cách tích cực. Bộ trưởng Yoiki Miyazawa cũng cho biết sẽ trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về đề nghị của Việt Nam nhằm thúc đẩy mặt hàng nông sản và cho phép nhập thanh long ruột đỏ của Việt Nam trong thời gian tới kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây. Năm 2014, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam sau Trung Cộng, Hoa Kỳ và Nam Hàn. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 27,6 tỷ Mỹ Kim, tăng 9,4% so với năm 2013. Việt Nam xuất cảng các mặt hàng chính sang Nhật Bản như hàng dệt, may, phương tiện vận tải và phụ tùng, dầu thô, hàng thủy sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác. Việt Nam nhập cảng từ Nhật Bản các mặt hàng chính như máy móc, sách thép các loại, sản phẩm từ chất dẻo và vải các loại.